Wow, các bạn có nhìn thấy gì không? Một con khủng long rất to và có một cái cổ rất là dài luôn. Wow, bây giờ chúng ta sẽ đưa lại gần cho các bạn cùng xem nha. Ta-da, đây là con khủng long Brachiosaurus. Một con khủng long ăn cỏ, cổ dài. Và nó có một thân hình siêu to khổng lồ luôn. Oh my god, rất đẹp đúng không nào? Aha, vào quanh đây không biết chúng ta sẽ còn có những con khủng long nào khác nữa không các bạn ơi. Wow, chúng ta đã có một cái đồ để đựng con khủng long Brachiosaurus của mình rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi săn bắt khủng long thôi nha. Bắt đầu thôi. Wow, nhìn nè các bạn ơi, ở đây chúng ta có nhiều con khủng long lắm luôn. Bây giờ mình sẽ tiến lại gần và xem chúng ta sẽ có gì nha. Wow, rất là nhiều những con khủng long đẹp ở đây luôn. Và một con khủng long rất là to nữa. Đầu tiên mình sẽ bắt một con khủng long này lên. Đây là con khủng long Parasaurolophus. Một con khủng long màu kiếm, ăn cỏ và di chuyển bằng hai chân. Tiếp theo chúng ta sẽ có con khủng long Dilophosaurus nha, hay còn gọi là con thằn lằn hai mèo. Và khi trưởng thành thì nó có thể dài tới 7 mét và nặng lên tới 400 kg luôn đó nha. Và tiếp theo đây là con khủng long Chamsosaurus. Đây là một con khủng long ăn thịt, di chuyển bằng hai chân. Nó có cơ thể màu vàng cùng với cái mỏ rất là dài. Chamsosaurus. Và mình đã đến với một con khủng long to hơn rồi đó các bạn ạ. Đây là một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Nó có một hàm răng to lớn và chắc khỏe cùng với rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong. Cơ thể thì săn chắc nhiều cơ bắp và rất là hoàn hảo cho việc đi săn, tạo nên một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex rất là hung dữ và nguy hiểm luôn đó các bạn. Chúng ta sẽ bỏ vào đây và tiếp tục cuộc hành trình đi săn khủng long thôi. Wow, gì đây? Aha, ở đây chúng ta có một cái đầu con khủng long rất là to, cùng với một cái búa đặc biệt và rất là nhiều con khủng long khác nhau. Wow, chúng ta sẽ tiến lại gần và để xem sẽ có con khủng long gì đây nha. Một con khủng long nho nhỏ, đây là Styracosaurus, thuộc họ khủng long ba sừng, ăn cỏ, di chuyển bằng bốn chân và có màu xanh lá cây. Tiếp theo là con khủng long Stegosaurus. Đây cũng là một con khủng long ăn cỏ, có cơ thể màu xanh lá cây và còn có rất là nhiều những chiếc gai to lớn ở trên lưng. Stegosaurus. Phía bên này thì chúng ta sẽ có thêm một con khủng long. Đây là Omegasaurus, một loài khủng long ăn cỏ cổ dài. Khi trưởng thành thì nó có thể dài từ 8 cho đến khoảng 10 mét. Chúng ta sẽ tiếp tục với đến với con khủng long ăn thịt này nha. Đây là Keratosaurus, thuộc họ khủng long ba sừng. Nó có cơ thể màu xanh lá cây và di chuyển bằng hai chân. Tiếp theo trên tay mình đây là con khủng long Cacharadontosaurus. Một loài khủng long ăn thịt, có một hàm răng rất là chắc khỏe và nó chạy bằng hai chân rất là nhanh. Chúng ta sẽ đến với con chim này nha. Một con chim mỏ dài, đây là Papoteralodon. Hai bên cánh của nó các bạn có thể nhìn thấy hai cái bàn tay, sẽ giúp cho nó cầm nắm con mồi được dễ dàng hơn. Chúng ta có thêm một con khủng long Miragaya nữa nè các bạn ơi. Nó có một cái cổ và cái đuôi rất là dài,
cùng với rất là nhiều những chiếc gai ở trên lưng được xếp rất là đều và thẳng hàng với nhau. Miragaya. Tiếp theo mình sẽ có một con khủng long sống ở dưới nước. Đây là Mosasaurus. Nó có một thân hình thon và rất dài. Ngoài ra thì chiếc đuôi của nó cùng với bốn cái tay bơi sẽ giúp cho con khủng long Mosasaurus di chuyển ở dưới nước dễ dàng hơn và bơi được nhanh hơn đó các bạn. Phía bên đây là con chim Sinonithosaurus. Nó có rất là nhiều màu sắc sặc sỡ ở trên người, tạo nên một điểm nhấn rất là đặc biệt và nổi bật. Ngoài ra thì mình có một cây búa, đây là cây búa của thần sấm Thò. Rất đẹp đúng không nào? Thân cái búa còn có màu đỏ và khi mình cầm vào có một cảm giác rất là vừa tay và thoải mái. Rất tuyệt vời với một cây búa đẹp đúng không nào? Wow, ngoài ra mình sẽ có thêm một con khủng long nữa rất là to đây. Đây là con khủng long Acrocanthosaurus. Một con khủng long ăn thịt di chuyển bằng hai chân, có một cơ thể săn chắc và đầy cơ bắp. Phía bên này chúng ta sẽ có một cái hộp đồ chơi mang hình dáng của con khủng long bạo chúa T-Rex. Và phía bên trong các bạn có thể nhìn thấy chúng ta sẽ có rất là nhiều những con khủng long nhỏ nhắn xinh xắn và đầy màu sắc khác nhau luôn. Các bạn có thể kể tên được bao nhiêu con khủng long ở trên tay mình nào? Hãy để lại bình luận ở dưới cho mình biết nha. Và đây là toàn bộ những món đồ chơi mô hình khủng long của chúng ta ngày hôm nay. Rất là đa dạng các con khủng long khác nhau và đầy màu sắc luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.